Tôi cũng xin phép mọi người ở giải đấu này Hùng sẽ không live stream nữa mà sẽ quay lại và đăng YouTube sau nha, sau trận đấu này. Thực ra Hùng muốn cho mọi người xem trực tiếp thôi chứ bản thân Hùng cũng muốn cái video nét, Hùng thích quay hơn là live stream ấy. Anh em xem đi, live stream cho nó sướng. Rất hay. Tốt. Chào bạn, mình là Sport Hùng, đại lý bán lẻ các sản phẩm cầu lông từ thương hiệu Li Ninh. Nếu bạn muốn mua giày, vợt cầu lông Li Ninh chính hãng giá tốt, giúp tiết kiệm cho bạn từ vài trăm nghìn đến cả triệu thì nhớ nhắn tin cho Hùng nhé. Cam kết hàng chính hãng, chất lượng, check mã cốt kiểm tra thoải mái, chế độ bảo hành đầy đủ từ hãng. Vũ Lâm là một tay vợt sinh viên. Nhưng đánh rất hay. Hùng đi, trận này hay quá. Đập cầu tốt từ Vũ Lâm. Tuấn Đức với Triệu rất là cứng. Một ông thủ, ông công. Cửa vô địch cao. Đập cầu rất tốt từ Hoàng Anh. 6-4 chứ nhỉ? 6-3. Dẻo, rất dẻo. Tiếp tục là một tình huống đập cầu lật lưới. Đập cầu găm xuống đất không đỡ nổi. Anh Dương Lê comment đội gần màn hình yếu quá, không biết yếu ở chỗ nào. Mọi người xem như nào thì comment cho Hùng biết với nhá. Rõ ràng là đăng ký gói mạng về Hà Nội. Anh Trần Thanh Sơn ơi. Được. Vừa rồi dừng hình chắc là ai gọi Hùng đấy ạ. Hoặc là Hùng sẽ ngừng live stream và Hùng tập. Nhưng mà nó đánh thế là hay lắm rồi. Rất nhanh từ Vũ Lâm. Đập cầu rất tốt từ Hoàng Anh. Chuyện hay này. Lâm đập thuận tay, phải nói là cực kỳ găm cầu. Đập cầu tốt từ Vũ Lâm. Thế thủ cầu lái góc rất hay. Đánh với Tuấn Đức Hồng Nam mà lại có thể giằng co như thế. Không hổ là cặp đôi vô địch giải Thành Công Mạo Khê năm 2019. Năm trước Hưng Đức đánh giải Thành Công, đôi kia nhất Thành Công Mạo Khê mà. Tuấn Anh Kiều Hưng Đức đã từng đánh giải đấy hết, đều thua. Đập cầu. Hoàng Anh Lâm không bị tâm lý. Họ đánh với tâm lý vô cùng thoải mái. Cầu ngoài sân. Anh Khang Nero cầm quần Hoàng Anh hôm nay mặc quần hơi dài so với bình thường nên hơi kém hơn. Bình thường anh Hoàng Anh công nhận mặc quần ngắn hơn mới hay, rất hay vén quần. Tuấn Đức Hồng Nam liên tục. Đập
Bật cổ ngàm rất nhanh từ đội tuyển Đức. Cầu ngoài sân. Hồng Nam đợt này thấy đánh cống hiến hơn so với trước nhiều, xem thích hơn. Rất hay. Non rồi. Rất cố gắng. 25-30, một đường cầu rất hay. Đường cầu rất tốt từ Vũ Lâm. Đường cầu cuối rất hay. Rồi, trận đấu kết thúc với một pha đập cầu rất uy lực từ Đỗ Tuấn Đức, 30-26.